mẹ vắng nhà rồi, con đêm ngày mong chờ. Mẹ vắng nhà rồi, đến bao giờ mẹ ơi? Vì đâu nên nỗi mẹ con xa cách, nhớ thương mẹ một đời đầy những phong ba. Xin mời quý vị an tọa. Phim này nói về mẹ nấm. Nhưng mà thưa quý vị, mẹ nấm là ai? Xin chia sẻ một đôi điều ngắn về mẹ nấm. Mẹ nấm là bút hiệu của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Cô đã dấn thân vào con đường tranh đấu rất sớm. Từ 2006, cô đã bắt đầu đấu tranh, đã đầu đòi hỏi quyền làm người. Và sau đó, cô đã chống Trung Quốc đường lưỡi bò hoặc là tàu giàn khoan của Trung Quốc vào vùng hải phận Việt Nam. Chỉ tính từ 2006 đến 2016, mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã bị bắt 10 lần. Và vào ngày 10 tháng 10, 2016, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị chính quyền Việt Nam tuyên án 10 năm tù. Thưa quý vị, ông tổ của chủ nghĩa cộng sản đã nói như thế này: chỉ có loài thú mới quay lưng lại nỗi đau khổ của đồng loại mà chăm sóc riêng cho bộ da của mình. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh không quay lại nỗi đau khổ của đồng bào. Cô đã tranh đấu, cô đã xuống đường
cô đã chia sẻ những điều hiểu biết của cô đến các bạn trẻ trong nước và cô đã nhận bản án 10 năm tù. Đó là lý do mà bộ phim Mẹ Bán Nhà được hình thành. Sau đó về gia đình của mẹ Nấm. Kính thưa quý chiến hữu, kính thưa quý niên trưởng, kính thưa tất cả các thân thân hữu có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay để chúng ta cùng đồng hành với mẹ Nấm trong bộ phim tài liệu Mẹ Văn Nhà. Tôi thực sự cảm động khi nhận lãnh trách nhiệm với anh em đứng ra tập họp để mà tổ chức buổi chiếu phim ngày hôm nay. Những người đồng hành với chúng tôi trong suốt hơn một tháng qua, chúng tôi phải xin kể đến các anh Phan Trung Kiên. Mời anh Phan Trung Kiên. Mời anh Lê Tạo. Mời anh Ngô Thanh Nam, nhạc sĩ và tác giả của bản nhạc Mẹ Vắng Nhà. Tôi tự giới thiệu là Ngô Thanh Nam. Kính chào quý vị. Phòng tôi giới thiệu rồi. Xin chào quý vị. Chúng tôi là Phan Trung Kiên. Xin chân trọng kính chào quý đồng hương. Vâng, xin được bắt đầu nhạc phẩm Người Mẹ Trẻ Xuống Đường, sáng tác của Ngô Thanh Nam. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Xin được quý vị giới thiệu đến quý vị một nhạc phẩm
trong dòng nhạc nhạc phẩm của nhạc sĩ Ngô Thanh Nam. Nhạc phẩm anh đã viết 10 nhạc phẩm nhạc phẩm và anh đánh số riêng cho từng bản nhạc. Và đây là nhạc phẩm thứ 8, nhân bản 8 với chủ đề là Chung Một Lòng. Xin quý vị cùng thưởng thức ca khúc Chung Một Lòng của nhạc sĩ Ngô Thanh Nam. Khi hay tin mẹ Nấm bị 10 năm tù và anh ấp ủ nhạc phẩm này, sau khi trình làng với anh em chúng tôi thì chúng tôi thích ngay, bởi vì nó nói lên cái tâm trạng của những người mà của những người như chúng tôi, như các anh chị, như quý vị ở đây, là luôn luôn hướng về Việt Nam với một tấm lòng. Và hy vọng rằng quý vị thưởng thức và thích nhạc phẩm này. Thưa quý vị, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Mẹ Vắng Nhà. Mẹ vắng nhà rồi, con đêm ngày mong chờ. Mẹ vắng nhà rồi, đến bao giờ mẹ ơi? Vì đâu nên nỗi mẹ con xa cách, nhớ thương mẹ một đời đầy những phong ba. Nợ nước tình nhà ai đi vào lao tù, dù phải lập lại con vẫn làm vậy thôi. Lời như đã quyết, dù cho gian khó ai đem lừa thử vàng mẹ nâng hiên ngang. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Kính chào tất cả quý vị, các ông bà, cô bác, các anh chị, cô chú, các em. Rồi thấy có mấy cháu nhỏ này, chào các cháu luôn. Xin chào tất cả. Có thể nói Trịnh Hội đã đi đến 7 nước để mà trình chiếu cuốn phim này, và qua rất là nhiều thành phố của Mỹ đây. Nhưng mà chưa có một chương trình nào mà Trịnh Hội thấy đông đủ, trang trọng và đầy ý nghĩa như chương trình hôm nay. Nếu không có ban tổ chức làm việc và những thiện nguyện viên làm việc tốn hết những ngày vừa qua thì chúng ta đã không có chương trình hôm nay. Như vậy thì xin quý vị trong đoàn pháo tay thật lớn cho ban tổ chức ạ. Yes, I'm so happy and proud. I've got to say Trịnh Hội đã đến ngay Orange County với cuốn phim này, rồi San Jose, rồi đến đây. Đây là cái nơi mà tổ chức mà ai cũng có chỗ ngồi, không phải ngồi dưới đất. Và chương trình rất trang trọng. Thưa quý vị, cuốn phim này có thể nói là nó bắt đầu từ những công việc của Voice. Thì cho đến bây giờ, Voice là một tổ chức xã hội dân sự ở Mỹ đây, cũng tiếp tục giúp đỡ những công việc liên quan đến tị nạn. Đặc biệt là trong năm nay và năm tới, Voice sẽ cố gắng giúp đỡ 50 người tị nạn, mà đa số đều là tù nhân lương tâm của Việt Nam được đi định cư ở Canada. Trịnh Hội rất mong, dạ vâng, Trịnh Hội rất mong là các công việc tị nạn của Voice sẽ tiếp tục. Tuy nhiên, như Trịnh Hội đã có chia sẻ với anh, ngày nào đất nước Việt Nam của chúng ta còn sự độc lập thì ngày đó câu chuyện tị nạn Việt Nam sẽ không bao giờ chấm dứt. Và cũng vì lý do đó mà cách đây 7 năm về trước, Trịnh Hội đã bỏ công việc ở Washington DC và bay sang bên Philippines thành lập lại văn phòng của Voice để bắt đầu công việc phát triển xã hội dân sự Việt Nam. Công việc phát triển xã hội dân sự Việt Nam bao gồm 3 điều. Thứ nhất là tranh đấu cho những tù nhân lương tâm và vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ tranh đấu thôi thì không đủ. Voice vì vậy đã quyết định tiếp tục phải dấn thân và đào tạo. Trịnh Hội vẫn tin tưởng một điều mãnh liệt là ngày nào đất nước chúng ta không phải chỉ có một Trần Huỳnh Duy Thức mà có 10 Trần Huỳnh Duy Thức. Không phải chỉ có một Đoan Trang mà 100 Đoan Trang. Và không phải chỉ có một mẹ nấm mà có 1000 mẹ nấm, thì ngày đó Việt Nam chắc chắn sẽ có dân chủ và tự do. Và thưa quý vị,
Đó cũng là lý do tại sao mà Voice quyết định làm bộ phim Mẹ Vắng Nhà. Lý do rất đơn giản, Mẹ Nắm là một trong những thực tập sinh đầu tiên của Voice. Trịnh Hội và Mẹ Nắm đã có thời gian cũng giống như Hoàng Mỹ Uyên, tuy nhiên là lâu hơn, đã có làm việc với nhau, sinh hoạt với nhau, ở chung một mái nhà với nhau ở phường Tân. Sau đó Mẹ Nắm về lại Việt Nam vào năm 2012. Lý do rất đơn giản, bởi vì Voice cần phải tranh đấu cho sự tự do của những thực tập sinh của Voice. Mẹ Nắm là một trong những thực tập sinh đầu tiên của Voice. Cũng may mắn, Lê Thu Hà, người từng là cộng tác viên của Nguyễn Văn Đài, cũng từng là thực tập sinh của Voice. Cách đây chỉ 3 tháng, Lê Thu Hà và Nguyễn Văn Đài đã được sang định cư ở Đức. Và Trịnh Hội mong rằng qua cuốn phim Mẹ Vắng Nhà này, qua cái sự tham dự đông đủ của tất cả quý vị hôm nay, nó sẽ giúp tạo lên nhiều áp lực nữa để chính phủ Mỹ và các chính phủ khác lên tiếng tranh đấu cho sự tự do của Mẹ Nắm. Trịnh Hội biết là Mẹ Nắm bị xử 10 năm, nhưng mà Trịnh Hội mong rằng là trong thời gian sớm nhất, Mẹ Nắm sẽ được sự tự do và sẽ được hưởng cái sự tự do như chúng ta hiện giờ có mặt ở ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Trịnh Hội còn nhớ một cái câu là Bộ Ngoại giao của Việt Nam trả lời chính thức một phóng viên AP hỏi rằng là tại sao họ cấm chiếu cuốn phim này. Bộ Ngoại giao Việt Nam trả lời như thế này: bởi vì cuốn phim này nó chứa được những thông tin sai lạc về Việt Nam. Trịnh Hội mong rằng là khi quý vị xem phim này, tự quý vị xem coi nó có sai lạc hay không, nó có những vấn đề nào mà nói lên một cách không đúng về Việt Nam hay không. Chúng ta, chính chúng ta sẽ có câu trả lời, chứ không cần phải Bộ Ngoại giao Việt Nam trả lời. Là vụ việc của bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị nhà cầm quyền cộng sản bắt tạm giam với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam theo điều 88 của Bộ Luật Hình sự tỉnh Khánh Hòa đã được ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 10 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức Mẹ Nắm tháng 6 qua tại tỉnh Khánh Hòa, Tòa Nhân dân tối cao tại Đà Nẵng đã tổ chức phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sinh năm 1979 trú tại huyện Vĩnh Phúc, tỉnh Khánh Hòa. Về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam theo điều 88 Bộ luật Hình sự. Xuyên tạc sự thật, xuyên tạc chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trong những năm 2009 đến nay, lợi dụng quyền tự do dân chủ nhân quyền 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 nhân mọi người im lặng như vậy. Dạ, con mời con. Dạ, tôi là Nguyễn Thị Tước Lan, mẹ của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Tôi xin cúi đầu chào tất cả những cộng đoàn hải ngoại đang có mặt trong Tôi rất tiếc là không có thời gian để mà mọi người đặt câu hỏi cho cô. Nhưng mà cái mà con mong cô chia sẻ đó là từ lúc ban đầu đó thì mình đã nói là mình không gây quỹ, nhưng mà có một số đồng bào thì nói là muốn đóng góp cái số tiền đó cho gia đình của cô. Thì con với cô có đồng ý là mình chia 1/3 cho gia đình cô, 1/3 cho những tù nhân lương tâm khác, và 1/3 là để dành cho những dự án khác về nhân quyền. Nhưng mà cô thì lại muốn có một cái ý khác, thì xin cô chia sẻ với đồng bào ở đây luôn cho biết cái ý kiến của cô ạ. Xin cô nói thẳng ạ. Dạ, con nghĩ rằng là gia đình tôi như vậy đã may mắn hơn những người khác, được Chúa
ấy và tôi xin nhường cái phần toàn bộ một phần của tôi cho toàn bộ cho các tù nhân và lương tâm những người đang ít may mắn hơn gia đình chúng tôi. Có những người họ không hề được biết đến và tôi xin nhường toàn bộ phần tôi vô trong cái của mục đích đưa tôi ra để giúp đỡ người khác cũng như là như anh Trịnh Hội đã nói ạ. Dạ. Mà chúng tôi nghĩ rằng San Diego rất hiếm có những chương trình như thế này. Và thay mặt một lần nữa cảm ơn sự hiện diện của quý vị và kính chúc quý vị và gia đình một cuối tuần thật an lành, hạnh phúc và trọn vẹn. Thank you.
nay là thật sự một cái ngày rất là có ý nghĩa đối với cá nhân Trịnh Hội và với Voice. Mong là quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ con đường mà Voice đã chọn, không những trong năm nay mà trong những năm kế tiếp. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, xin chào khán thính giả của VNTV. Thưa quý vị, là hiện giờ Trịnh Hội đang đứng ở San Diego, vừa xong cái chương trình chiếu phim Mẹ Vắng Nhà. Có thể nói hôm nay là một cái chương trình mà nó thành công và có ý nghĩa nhất đối với riêng cá nhân Trịnh Hội cũng như Voice, là bởi vì ngoài cái sự có sự tham dự đông đủ của mọi người, ngoài cái việc là chúng ta đã gây quỹ được cho một số tiền cho những tù nhân lương tâm khác, mà quan trọng hơn hết đó là cái tinh thần ở đây, và rất mong rằng tinh thần này nó sẽ được truyền cảm hứng cho tất cả những người, không những là ở đây, ở những thành phố khác, mà còn đem về đến Việt Nam, để tất cả chúng ta mỗi người một tay giúp cho đất nước của chúng ta sớm được tự do và dân chủ. Cảm ơn quý vị nhiều. Dạ, Hoàng Mỹ Uyên xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả của đài VNTV. Và chúng tôi đang có mặt sau chương trình chiếu phim, buổi chiếu phim Mẹ Vắng Nhà, để nói về mẹ nấm, chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Và thưa quý vị, sự có mặt của đông đảo của tất cả mọi người ở đây có một cái giá trị rất là lớn, bởi vì đó chính là cái vật liệu để mà Voi sẽ đem đi và làm việc với tất cả các tổ chức của Bộ Ngoại giao để vận động cho sự tự do của mẹ nấm Nguyễn Thị Như Quỳnh. Và thưa quý vị, qua cái tiêu đề Mẹ Vắng Nhà của bộ phim, không chỉ là nói đến một cuộc đời rất là bình thường và những cái nỗi khó khăn của một nhà đấu tranh sống trong nước và tù tội. Bên cạnh đó, theo Hoàng Mỹ Uyên thấy rằng chúng ta dù có sống ở đâu, có mang quốc tịch gì mới đi chăng nữa, mình vẫn là người Việt Nam, Việt Nam vẫn là nhà. Và nếu chúng ta không chung tay với nhau, nếu chúng ta không lên tiếng nói, thì một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ không còn nhà, không còn Việt Nam để mà về, phải không quý vị? Và đó cũng chỉ là lời nhắn nhủ. Và cái gửi qua đây thì Hoàng Mỹ Uyên cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người, và cảm ơn VNTV đã cho Mỹ Uyên có cái dịp được chia sẻ với tất cả quý vị. Tôi là người ở Belgium, Bỉ, sang đây nhân cái dịp Trịnh Hội, Voice của Trịnh Hội làm chiếu cuộc phim của Mẹ Nấm. Cái cảm tưởng của tôi coi cái cuộc phim này rất là xúc động. Cái chuyện mà tranh đấu cho đất nước Việt Nam mình thì tất cả những người Việt Nam đều có bổn phận, mà nhất là những người như Mẹ Nấm, là những người thiếu nữ, đàn bà rất là can đảm, mà mình phải nói là khâm phục. Mình phải nói là rất là khâm phục. Thì cái hoàn cảnh của Mẹ Nấm thật là đáng thương, nhưng mà cái tinh thần đấu tranh của bà ta rất là kiên cường. Và hy vọng rằng một ngày nào đó thì cái chế độ Việt Nam phải cáo chung và trả lại cái sự công bằng cho người đàn bà tranh đấu này, và để về nuôi hai đứa con trở lại cuộc sống bình thường. Như nước sông thân chẳng biết bao giờ tan, đường dài ngục ngang dù đôi chân người mang mang, thế sao bàn chân đau xin mỗi nơi xa xa. Let's go.